Nguyên Audio xin hân hạnh được giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc đài radio đèn cổ đến từ nước Mỹ về trong ngày hôm nay để phục vụ anh em đam mê radio cổ trên khắp mọi miền Tổ quốc ngày 22 tháng 11 năm 2021. Đó là chiếc đài radio đèn cổ Fico mang model 48-475. Chiếc đài này thì được ra đời vào năm 1948 quý vị nhé, rất là cổ kính đấy ạ. Và gỗ của chiếc đài này thì nó là bằng gỗ rổi quý vị nhé, bằng gỗ rổi. Nó nhìn thì rất là cổ kính này, nhìn rất cổ kính quý vị nhé. Có AM, FM, FM của nó là tần sóng 108 quý vị nhé. Và nó chạy hai bóng đèn, nó chạy hai bóng đèn và có một chiếc loa toàn giải quý vị nhé, một chiếc loa toàn giải ở giữa đây ạ. Bên trong của nó thì với rất nhiều các cái linh kiện để phục vụ cho chiếc đài radio cổ này, với một cái tiếng chất âm thì rất là hay quý vị ạ. Các anh em nào mà yêu radio, các radio cổ quý vị nhé, chiếc đài này thì duy nhất ở Việt Nam chúng ta có một chiếc đang có mặt tại cửa hàng Nguyên Audio thôi. Quý vị chúng ta thích tra mã chiếc đài này thì chúng ta chỉ có lên Google, chúng ta đánh đài radio cổ Fico model 48475 là nó sẽ ra luôn cái mã của chiếc đài này nhé quý vị nhé. Và nó sẽ giới thiệu rất là chi tiết từng mọi thứ luôn, từng những cái ví dụ như là đèn này, các cái linh kiện bên trong ấy. Người ta giới thiệu rất là kỹ từ những năm sản xuất các thứ. Chiếc đài này thì nó có kích thước là chiều ngang là 48 và chiều sâu 30 và chiều cao là 30 quý vị nhé. Nó có cái đèn đây ạ. Đây trên này là radio, nó có báo đèn màu vàng đây quý vị nhé. Báo đèn màu vàng đấy ạ. Và đây là các cái tần sóng này. Ở bên nước ngoài người ta hay vi tinh chỉnh này. Còn ở Việt Nam chúng ta thì đa số chỉ có nghe AM và FM thôi quý vị ạ. Đây là volume to nhỏ này quý vị này, volume to nhỏ này. Đây là chỉnh giải trầm cao, giải trầm thấp này. Và đây là cái chuyển hệ AM, FM. Và đây là dò sóng đài radio quý vị nhé. Và bây giờ thì Nguyên Audio sẽ test để cho quý vị và các bạn. Và trước khi vào test thì Nguyên Audio cũng xin được báo giá luôn chiếc đài cổ này. Rất cổ quý vị nhé, năm 1948 đến bây giờ thì quá là cổ rồi quý vị ạ. Và được sản xuất tại nước Mỹ này, thì cửa hàng Nguyên Audio đang bán với giá 12.500.000 đồng. Mọi nhu cầu quý vị liên hệ theo số điện thoại là 0358 237 899. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc và số máy này thì chính là số máy Nguyên Audio đang dùng Zalo. Quý vị kết nối Zalo thì Nguyên Audio sẽ test và chụp chi tiết cho quý vị và các bạn. Chiếc đài này thì trong tình trạng đẹp xuất sắc quý vị nhé. Đẹp xuất sắc, mặc dù của nó thì cũng rất là lâu rồi. Chiếc đài này nếu mà tính sang năm 2022 chỉ còn có 2 tháng nữa thôi là bước sang 2022 là nó đã là 75 năm rồi quý vị nhé. Chiếc đài đã được 75 tuổi rồi quý vị ạ. Rất là cổ kính. Những hàng này không có về nhiều để cho anh em sưu tầm đâu. Chỉ có một chiếc duy nhất thôi anh em nhé. Một chiếc duy nhất thôi. Về để phục vụ anh em đam mê radio cổ thôi nhé. Nguyên Audio sẽ test này. FM 108 nên nó bắt được rất nhiều đài nhé. Các em có nhớ mẫu câu dùng để hỏi vật không? Hãy nghe và nhắc lại theo cô Cynthia nào. Khi sử dụng dầu gội dùng dương 7 cộng, chị em sẽ sớm khắc phục một tình trạng tóc yếu. Với những vật sau đây: a classroom, phòng học này, tiếng Thái này, tiếng Khmer. Vì thực tế ở trong địa bàn là một số đồng bào chưa biết hết tiếng phổ thông, nhất là đối với phụ nữ và người già. Hai là Hãy subscribe.
truyền, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An triển khai phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép đồng loạt tại địa bàn khu vực biên giới ven biển của tỉnh. Các đơn vị đã tặng và gắn 212 hòm thư tố giác xuất nhập cảnh trái phép cho các xóm bản, gần 50.000 khẩu trang các loại cho nhân dân khu vực biên giới. Đại úy Nguyễn Xuân Thành, chính trị viên phó đồn biên phòng Na Loi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết. Gắn các hòm thư tố giác người xuất nhập cảnh trái phép ở các bản. Đây là tắt mở quý vị nhé. Để khi phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh. Chúng ta không dùng nữa, là chúng ta tắt này. Đấy. Tắt mở ở cái nút đây ạ. Nguyên Audio xin được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.